Trong giờ ngồi thiền, có thể tâm của mình nó không có chịu ngồi yên. Mình muốn nó ngồi yên nhưng mà nó không có chịu. Nó không có nghe lời mình. Mình cũng cố hết sức để mà đem nó trở về với những cái đề mục, tức là những cái đối tượng cho nó bám vào, như là hơi thở hay là từng bộ phận trên cơ thể. Nhưng mà nó rất là cứng đầu, nó cứ nhảy đi. Mình làm một công việc giống như là bắt cóc bỏ trên dĩa vậy. Bắt nó lên dĩa rồi nó nhảy đi, rồi bắt nó trở lại rồi nó nhảy đi. Thật ra điều này nó rất là bình thường thôi. Tại vì trước khi mình ngồi thiền thì cái tâm mình nó như vậy đó. Cái tâm mình lúc nào nó cũng nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Hết quá khứ rồi tới tương lai. Hết những chuyện cần thiết đến những chuyện không cần thiết. Có những chuyện rất là vớ vẩn mà nó vẫn cứ suy nghĩ. Vậy cho nên là mình ngồi thiền chỉ là mình mới bắt đầu nhìn lại cái tâm của mình thôi. Thì không có cách nào mà nó có thể dừng lại ngay lập tức. Nên các bạn phải kiên trì một thời gian. Trong thiền tập mình phải nói tới cái tính kiên trì. Có nhiều bạn tưởng thiền rất là dễ. Mình chỉ cần tìm được một người thầy mà mình tin tưởng. Và mình đến một cái lớp thiền đầy đủ. Chừng vài ba buổi là mình có thể thiền được rồi. Nhưng mà kết quả nó không phải như vậy. Bạn có thể đạt được kết quả rất là sớm với điều kiện là trước đó bạn có một cái đời sống tâm thức khá ổn, khá quân bình, thì bạn đến thiền rất là nhanh. Còn ngược lại, nếu mà tâm thức bạn cực kỳ xáo trộn, bạn đang có biến động, và tâm bạn lúc nào nó cũng nghĩ ngợi lung tung hết, chưa có giây phút nào nó dừng lại để nghỉ ngơi hết, thì bạn đến với thiền không thể nào mà bạn có thể muốn nó xảy ra như cái ý bạn muốn được. Thành ra một trong những nguyên tắc của thiền tập, trước tiên là bạn phải học cách chấp nhận cái tình trạng của bạn đang có. Bạn không có được trách móc, không có được chê bai, không có được tự ti mặc cảm. Bạn phải ý thức rằng bạn đang có một cái tình trạng như vậy. Để rồi trong cái quá trình thiền tập, bạn sẽ từ từ chuyển hóa những cái thói quen không có dễ thương hay là những cái thói quen bất lợi đó. Chứ còn nếu mà bạn đến thiền tập, bạn mong muốn bạn trở thành một cái người thực tập rất là giỏi, hãy ngồi thiền xuống mà cái tâm nó định ngay, bạn phải có được một ít cái trí tuệ, thì cái muốn đó là một cái muốn sai lầm. Cái muốn đó dư thừa, cái muốn nó sẽ gây ra cái áp lực cho bạn trong khi tu thiền. Mình đi làm ở công ty áp lực muốn chết rồi, về nhà áp lực cũng nhiều lắm rồi, mà tới lớp thiền gánh thêm một số áp lực nữa. Trong giờ ngồi thiền mình không có sự nghỉ ngơi trọn vẹn, mình không có sự thư giãn trọn vẹn, tại vì mình có nhiều cái muốn. Muốn nó xảy ra theo cái ý của mình. Nhưng mà bạn cũng đừng có rầu, là tại vì cái thói quen của mình là như vậy đó. Nó hay muốn lắm, cái gì nó cũng muốn hết, nó muốn xảy ra theo đúng ý của nó. Thì thói quen này nó đi vô trong thiền tập luôn. Vô trong thiền tập mình vẫn mang cái thói quen điều khiển chính mình. Thì khi bạn ngồi thiền, có thể là những cái câu chuyện quá khứ nó trở về, những cái hình ảnh, những cái âm thanh nó hiện về. Mà giờ ngồi thiền là mình thấy rõ nhất. Giờ đó cái tâm mình ít có đối tượng để bám vào, cho nên nó phơi bày mọi thứ ở trong tâm của mình. Đừng có sợ hãi. Thì trong cái trường hợp này, bạn có thể chọn hai giải pháp. Một là bạn nhìn thẳng vào nó. Các bạn nhớ kỹ những cái từ tôi đang sử dụng: nhìn thẳng vào nó. Nhìn mà không có suy nghĩ gì hết. Bạn đừng có cố gắng đi tìm cái nguyên nhân gốc rễ tại sao mình có những cái suy nghĩ đó. Coi chừng bạn lạc qua cái sự tư duy. Ngồi thiền là không tư duy. Đây là một cái điểm quan trọng mà các bạn cần chú ý. Trong thiền tập chúng ta có sử dụng tư duy, nhưng mà phải là chánh tư duy, tức là right thinking.
Nhưng mà không phải sử dụng cái việc đó vào giờ ngồi thiền. Những lúc hàng ngày lúc nào đó bạn cần phải suy gẫm một đề tài nào đó, mà đề tài này phải thật sự là cần thiết, nó hỗ trợ cho cái việc nuôi dưỡng tâm hồn của bạn, nuôi dưỡng cái chất liệu thiền tập, thì bạn nên chọn đề tài đó. Đề tài đó nó thật sự là cần thiết và bổ ích. Cái chữ chánh tư duy có nghĩa là bạn phải tư duy. Cái chữ chánh này là trên một cái đề tài đúng đắn. Chữ chánh này còn một ý nghĩa thứ hai mà quan trọng hơn, đó là trên một thái độ đúng đắn. Tức là trong khi tư duy, bạn không có để mình chìm vào cái dòng tư duy đó, bạn vẫn làm chủ chính mình. Bạn ý thức là bạn đang ngồi, ngồi với một cái dáng như thế nào trong khi bạn tư duy. Hoặc là bạn ý thức là bạn đang đứng, đứng trong một cái tình trạng thư giãn hay căng thẳng để tư duy. Và không nên là vừa làm vừa tư duy, vừa đi vừa tư duy, hay là vừa ngồi ngồi thiền mà vừa tư duy. Chúng ta sắp đặt một cái giờ tư duy nào đó cố định. Thí dụ mình cho phép mình tư duy trong vòng 1 giờ đồng hồ. 1 giờ nhiều quá, nửa giờ thôi. Tại vì tư duy thường nó nếu mà mình không có quen tập, nó dễ cuốn mình đi theo cái dòng tư duy đó. Cho nên mình phải có một ít định lực. Định lực kha khá rồi đó. Định lực là nhờ mình tập trung trên một đối tượng như là hơi thở. Mình ngồi thiền một thời gian rồi thì tư duy của mình nó rất là bén nhạy, và nó thuộc về chánh tư duy. Có nghĩa là mình biết mình đang tư duy cái gì, và cái độ làm chủ của mình về cái dòng tư duy đó tới đâu, tới đâu là dừng lại. Đúng nửa tiếng là dừng lại, không có đi hơn nữa. Cố nhiên trong vòng nửa tiếng đó có khi mình giải quyết được vấn đề, mình hiểu ra câu chuyện, nhưng mà cũng có khi mình không hiểu được câu chuyện, mình không giải quyết được vấn đề, nhưng mà những gì bạn tư duy nó vẫn bảo lưu ở trong tâm của bạn, nó chờ một cơ hội khác. Thì lúc đó bạn bắt đầu bạn đi ngồi thiền, bạn đi thiền hành, bạn không suy tư nữa, bạn không nghĩ về đề tài đó nữa, bạn cứ trở về với hơi thở, bạn cứ thả lỏng toàn thân, để ý từng bộ phận trên cơ thể. Thì bỗng dưng bạn phát hiện ra câu trả lời, có câu trả lời cho bạn, bạn thấy vấn đề rất là rõ. Thì khi mà bạn thấy một vấn đề rất là rõ, bạn ngộ ra một cái đề tài nào đó, nó là sự tổng hợp của quá trình tư duy trước đây cộng với cái chánh niệm của bạn, tức là cái khoảng lặng, cái khoảng không suy tư, cái khoảng tỉnh thức của bạn, hai cái nó hợp lại nó mới bùng vỡ ra được. Vậy thì một cái sự bùng vỡ mà nó có giá trị, nó sâu sắc, nó không phải nó đến từ cái chỗ tư duy, mà nó đến từ cái chỗ khoảng lặng này, cái khoảng mà chúng ta gọi là chánh niệm, cái khoảng mà chúng ta chỉ có sự nhận biết mà không có sự suy tư. Nghĩa là một cái sự giác ngộ, một cái sự bừng ngộ, nó phải đến từ hai thứ, một là tư duy, thứ hai là cộng với không tư duy, tức là chánh niệm. Nhưng mà cái thời khắc mà để nó bùng vỡ là thời khắc của không tư duy, thời khắc của chánh niệm. Chứ tư duy thường không có ngộ ra được những vấn đề lớn. Chúng ta chỉ lý giải được một số vấn đề nho nhỏ thôi. Tại vì tư duy là chúng ta dùng kinh nghiệm và kiến thức cũ để luận giải, để phân tích cho một vấn đề mới. Trong khi không tư duy, chánh niệm là gì? Là nhìn vấn đề mới bằng một con mắt học hỏi và khám phá, mà không xài lại kinh nghiệm cũ và kiến thức cũ. Đó là cái tính quan trọng nhất để khám phá bản chất sâu sắc của một vấn đề. Cho nên chúng ta đang học cái cách bớt tư duy lại, mà học nhìn thuần khiết một vấn đề nào đó. Có nhiều truyền thống thiền như là thiền của Trung Hoa. Có một cái dòng thiền gọi là thiền phái Tạo Động. Họ có cái câu là
phi tư duy, thị thiện, chỉ yếu giả. Non-thinking is essential of Zen practice. Tức là không tư duy là cái cốt tủy của thiền tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là không tư duy. Ở bên dòng thiền mà chúng ta đang thực tập là dòng thiền Vipassana, thì chúng ta chú trọng cái phần chánh niệm nhiều hơn, tức là cái phần không tư duy đến khoảng 70% hay là 80%, còn 20% hay là 30% còn lại là dành cho chánh tư duy. Tại vì cho dù có cấm chúng ta tư duy đi chăng nữa thì cái bản năng chúng ta là vẫn thích tư duy thôi. Cho nên thay vì như vậy, mình nên tư duy trên một đề tài đúng đắn, tư duy trên một thái độ đúng đắn. Nhưng mà mình nên tự nhắc nhở mình là bớt tư duy lại. Cái này mình có cần tư duy không? Cái này mình có cần phải suy nghĩ không? Nếu không cần thì không thèm suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ thì cái tâm mình nó làm gì? Nó cảm nhận. Hôm trước chúng ta nói là philosopher, triết gia Descartes nói là tôi suy nghĩ cho nên tôi mới biết tôi tồn tại chứ. I think therefore I am. Nhưng mà thật ra mình tư duy là mình chạy đâu mất tiêu rồi. Mình đâu có mặt ở đây đâu mà mình biết mình tồn tại. Cho nên là mình không cần tư duy mà mình vẫn biết mình tồn tại là gì. Mình feel được, mình cảm nhận trực tiếp được cái gì nó đang xảy ra ở bên trong con người mình hay là ở bên ngoài con người của mình trong giây phút của hiện tại là mình đang có mặt. Khi bạn có mặt mà bạn không tư duy là năng lượng nó tràn về. Sở dĩ bạn bị mất quá nhiều năng lượng phần lớn là do tư duy mà chìm đắm trong trong cái dòng tư duy đó được khi là 1-2 giờ đồng hồ chứ đâu phải ít ỏi đâu. Và càng suy tư, càng nghĩ ngợi, càng lo lắng là càng mệt, càng xuống năng lượng. Cho nên chúng ta đang học cái cách để mà thu năng lượng trở về, học cái cách dừng lại những tư duy không cần thiết. Mình có thể ngưng tư duy trong giờ ngồi thiền thì được, nhưng mà đứng lên rồi sức mấy mà không tư duy. Cho nên là mình phải đến một cái trung tâm thiền. Ở đó người ta bố trí cái không gian, cái chương trình để khiến cho mình không có cơ hội để tư duy. Và những người ở trung tâm thiền đó, họ thực tập chánh niệm rất là miên mật. Họ đi, cái cách họ đi tỏa ra cái năng lượng bình an. Tại vì họ đang có mặt trong hiện tại. Mình thấy họ đi mà họ không có tư duy. Tại vì một người đi có tư duy và một người đi không tư duy nhìn là biết liền. Cái người đi mà có tư duy là đi như là bị ma rượt vậy đó. Ào ào đi. Là đi mà trong đầu đang nghĩ cái gì đó, phải không? Không biết mình đang đi. Còn một người đi mà không tư duy là họ đi, họ cảm nhận được bước chân của họ. Dở lên, đặt xuống, khoan thai nhẹ nhàng. Đi chỉ là để đi thôi, chứ không phải đi để làm cái gì hết. Mặc dầu đi để làm một cái gì đó, nhưng mà trước khi làm cái gì đó là người ta đã bắt đầu cảm nhận cái bước chân rồi. Mà cảm nhận là gì? Là thưởng thức. Mà thưởng thức là gì? Là có bình an, có hạnh phúc. Muốn có bình an, có hạnh phúc ngay lập tức, mà không cần đợi phải 1 năm nữa hay là 2-3 năm nữa mới có hạnh phúc. Không phải xong cái dự án đó, xong cái project đó mới có hạnh phúc. Không phải cưới được người đó rồi mới có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc là ngay bây giờ là có liền. Có biết cách hay không thôi. Nghĩa là nếu biết cách, đặt những lo lắng qua một bên, đặt những căng thẳng qua một bên, đặt những cái mối bận tâm qua một bên, chỉ đi trở về để mà cảm nhận từng giây phút trôi qua người mình thôi. 5 phút đó, 10 phút đó, nửa giờ đó, 1-2 giờ đồng hồ đó là 1-2 giờ của bình yên và hạnh phúc. Còn những khó khăn kia từ từ giải quyết. Mà nhiều khi mình trở về với hơi thở, trở về với sự thực tập của mình, trở về với bước chân, trở về với sự thư giãn, trở về với những cái bài tập của mình, chừng nửa giờ là 1 giờ đồng hồ, bỗng dưng mình tìm ra được cách giải quyết cái khó khăn đó. Mà trước
trước cái giờ thực tập đó là mình nghĩ là mình không có cách, là tại vì cái đầu mình nó căng quá, những cái ý niệm tốt, những cái sáng kiến không có ra được. Tuệ giác nó chỉ sinh khởi khi mà phải có cái sự thư giãn, relax ở trong cái đầu của mình thì nó mới tuôn ra được. Mà thậm chí là khi mà bạn chấp nhận thư giãn completely 100%, không có nghĩ ngợi gì hết á, an trú, tức là dwelling in the present moment, hoàn toàn có mặt trong khoảnh khắc đó, và thưởng thức từng động tác của mình khi mình sắc của cà rốt, mình xào nấu, mình lau dọn, rồi mình tắm rửa, mình chơi với em bé, tất cả những khoảnh khắc đó mà bạn hoàn toàn an trú được trong đó đó, thì bỗng dưng cái tâm bạn nó hồi phục trở lại, cái sự bình yên nó lên ngôi. Và khi sự bình yên lên ngôi rồi, bỗng dưng cái ham muốn của bạn, những cái đòi hỏi của bạn, nó lắng dịu xuống. Và lúc đó bạn thấy cái câu chuyện này không là gì cả. Sở dĩ bạn thấy câu chuyện là một vấn đề to tát là tại vì bạn đặt cái mong muốn nó quá lớn, bạn đòi hỏi nó nhiều quá. Bây giờ bình yên lên ngôi rồi, nó thu cái mong muốn lại, nó thu cái đòi hỏi trở lại, bỗng dưng nó trả lại cái sự thật cho cái câu chuyện. Bạn thấy câu chuyện không có gì hết. Thành ra khi mà bạn có năng lượng rồi đó, thì chuyện lớn nó hóa nhỏ, mà chuyện nhỏ thì nó hóa không. Còn khi bạn hết năng lượng rồi, thì chuyện nhỏ trở thành chuyện bự, mà chuyện bự thì trở thành chuyện đại sự. Chúng ta thường hay trầm trọng hóa vấn đề là do cái sự sợ hãi, do cái sự tưởng tượng quá mức, không cần thiết. Nhưng mà khi chúng ta trở về với cái sự thực tập của mình, trở về với hơi thở, trở về với sự thư giãn toàn thân, ý thức những gì đang xảy ra trên cơ thể mình thôi, hay là những dòng cảm thọ, thì mình nhìn câu chuyện nó rất là chính xác. Cho nên tôi vẫn nhắc tới, nhắc lưu các bạn là đừng có nên tin cái tâm của mình khi nó đang biến động, nhất là khi nó đang giận, khi nó đang sợ hãi, khi nó đang căng thẳng lo lắng, là đừng có tin nó. Nó thấy trật lất hết rồi. Những cái lúc đó nó thấy ai cũng có vấn đề hết. Nó thấy ai chung quanh mình cũng là người xấu, chuẩn bị sẵn sàng để mà thủ tiêu mình hay là triệt hạ mình. Nhưng mà khi mà mình đi ngồi thiền nửa giờ đồng hồ rồi, mình trở về những cái bài thực tập căn bản của mình. Các bạn phải có cái thói quen đó. Cần cho cái tâm định tĩnh là có bùa bối lấy ra xài liền. Ngồi xuống là cái tâm nó định liền. Có cái chỗ cho tâm nó bám liền. Tức là phải có thói quen tìm về hơi thở rất là thuần thục. Quan sát được hơi thở rất là dễ dàng. Hoặc là trở về từng bộ phận trên cơ thể. Nó trở thành cái thứ bủ bối của chúng ta. Để rồi khi mà bạn ngồi xuống nửa giờ hay một giờ như vậy, bạn đứng lên, bạn thấy vấn đề nó khác hết. Khi mà bạn có sự thư giãn, có sự bình yên, bạn thấy một vấn đề rất là khác. Thì nếu có tin tâm mình thì nên tin cái tâm mình sau cái giờ ngồi thiền nhiều hơn một chút. Những cái lúc mà tâm mình nó ít biến động, nó bình thường. Thiền sư Triệu Châu có cái câu là bình thường tâm thì đạo. Định nghĩa đạo rất là giản đơn, tức là bạn đạt được đạo đó, đạt được sự giác ngộ, đó là lúc tâm bạn nó bình thường. Bình thường là gì? Bình thường trước nhất là nó không có lên xuống thất thường, nó không có up down. Vui quá trời vui, cái buồn thiệt là buồn, mới thấy cười đó là lại nhăn đó, mới thấy vui vẻ đó là lại căng thẳng đó. Cái đó là bất thường, cái đó là thất thường. Còn cái người giữ được cái tâm bình thường đó, trước hết là nó phải quân bình. Mà muốn giữ được tâm quân bình thì mình phải tìm ra được một cái điểm bám cho tâm mình, thay vì để nó chạy vất vơ vất vưởng ở ngoài đường, ở đầu này đầu nọ, ở người này người khác, cho nó về một cái chỗ nào đó nó an trú để tạo được sự quân bình. Thì cái đó trước tiên, định nghĩa của chữ bình thường của thiền sư Triệu Châu đó là
cái tâm quân bình. Kế tiếp là cái điểm then chốt mà cái bài học hôm nay chúng ta cần chia sẻ, đó là khi cái tâm mình nó không còn phân biệt nữa. Cái tâm không phân biệt là làm sao? Khi mà các bạn có cơ hội, các bạn đi lên núi, về núi rừng ở 1-2 tháng, các bạn chỉ mang được một ít lương khô trên đó thôi, đến nỗi mà các bạn không còn một ít lương khô nào để ăn luôn, các bạn phải đi vào rừng hái nấm. Có những bạn thì đi săn thú để ăn. Tôi đi chung với những cái người bạn không có ăn chay thì họ cũng có thú gì để săn, thì khi họ họ làm cái giằng đá bắn cái con sóc, đem con sóc nướng ăn, hay là đi bẫy một con chuột, bắt con chuột ăn nướng ăn. Còn tôi thì đi hái nấm để ăn. Cũng có nhiều bạn ăn chay trong cái chuyến đi đó. Thành ra khi hái được nấm rồi mà chia ra cho mỗi người một nắm, nắm tay nắm vậy đó, rất là hạnh phúc. Ở giữa cái miền núi rừng như vậy không có thức ăn để mà chọn lựa, cho nên cái gì nó cũng ngon hết. Và cái ý niệm ngon và dở đó nó bị nhạt nhòa đi, mà nó nhường chỗ cho cái no và đói thôi. Bạn chỉ cần ăn no, chứ bạn không cần phải thiệt là ngon. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người ta lúc nào cũng tưới tẩm vào chúng ta và cái ý niệm ngon với dở hết. Và chúng ta có quá nhiều cơ hội để mà nuôi dưỡng cái thói quen thích tìm tới cái ngon và tránh né cái dở. Thì cái này gọi là một cặp nhị nguyên, tức là duality, tức là ngon với dở là một cặp đối đãi với nhau. Và cái này nó làm cho chúng ta khổ nè. Tại vì có những món ngon mình thích, có những món không ngon mình không thích. Nhưng mà đâu phải bữa nào bà xã cũng nấu cho mình cái món nó ngon đâu. Vừa đó nó không ngon cái mình đau khổ, bực bội, không thích ăn nữa. Mà cái món nó ngon thì mình sẽ ăn thật là nhiều, rồi mình mơ ước sẽ có thêm nữa. Ngon cũng có vấn đề, mà không ngon cũng có vấn đề. Và khi các bạn fasting, mà các bạn súc ruột một vài tuần, các bạn không được ăn, uống nước thôi. Cái ngày mà bạn bắt đầu ăn trở lại, bạn thấy trời ơi sao mà nó ngon kinh khủng. Chỉ có oatmeal, tức là kiều mạch thôi, hay là cháo trắng với lại muối tiêu thôi, hay là một miếng đậu hũ kho tiêu thôi mà nó quá ngon. Cho nên nhiều khi mình ăn mà không thấy ngon nữa thì mình phải làm mới cái ăn của mình lại bằng cách là nhịn đói 1-2 tuần. Mình thấy ở bên người kia mà không có hạnh phúc thì mình hoặc là người kia phải tách ra 1-2 tuần lại để bắt đầu quý nhau trở lại. Cho nên khi mà bạn ở trên núi, bạn không có cái gì để ăn hết, thì bạn không còn ý niệm ngon với dở nữa. Và khi mà ở trong rừng rậm như vậy, cứ đi xách gói trèo non lội núi như vậy, đứa nào đứa nấy hôi như chồn, thành ra không đứa nào chê đứa nào hết. Cả chục đứa đâu có đứa nào được tắm đâu, đâu có suối để tắm. Có nơi có suối, có nơi không. Không tìm được con suối thì phải chịu ở dơ thôi. Thì khi nào có một người ở sạch xuất hiện thì bắt đầu cái đó mới trở thành cái dơ. Còn khi mà 10 đứa đều ở dơ hết thì không đứa nào có xà phòng để gọi, không đứa nào có nước hoa, không đứa nào có những cái đồ hàng hiệu để mà đắp lên người hết, những cái loại nước hoa hàng hiệu, thì cái chuyện thơm với hôi không là một câu chuyện nữa. Chúng ta đôi khi mệt mỏi, khổ đau vì cái chuyện thơm với lại hồi. Rồi thêm cái gì nữa? Cao và thấp. Không, tôi không nói chiều cao. Ở núi rừng thì chiều cao là vô nghĩa rồi. Cao đôi khi nó phiền lắm, đi nó vướng tùm lum hết. Thấp có lợi thế hơn. Tôi đang nói tới vị trí, quyền lực. Bạn là tiến sĩ phải không? Bạn là bác sĩ, bạn là thiền sư gì, đều là mồi cho chồn, cho sói, cho sư tử núi hết. Ở giữa núi rừng là bằng nhau hết. Ở đó chỉ có tình huynh đệ thôi, để mà nương tựa vào nhau, để mà tồn tại giữa rừng thiên nước độc thôi. Chứ không có cái chuyện là tôi là tiến sĩ tôi phải ngồi ở đây, hay là tôi là thiền sư tôi phải như thế này. Không có. Ở đó chỉ có tình người thôi. Và những cái vai vế thì đều phải buông bỏ hết. Vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường, một cái xã hội mà nơi đó người ta nuôi dưỡng cho chúng ta những ký niệm phân cực rất là rõ, giữa cao với thấp, giữa sang với hèn, giữa thành với bại,
giữa sạch và dơ, giữa tốt với xấu. Cái đó gọi là ý niệm nhị nguyên, tức là duality. Và chúng ta đang học cái cách để mà phá vỡ cái thế thành lập này. Tại sao? Tại nó khổ quá. Đôi khi chúng ta sống cả đời vì cái chuyện để được người ta khen thôi, hoặc là đừng có làm cho người ta chê thôi, chỉ có nhiều đó. Nhiều khi cái câu chuyện mình nó xảy ra, những cái khó khăn của mình xảy ra không có làm cho mình khổ, không đủ để làm cho mình khổ, nhưng mà sợ người ta cười. Cái đó mới làm cho mình khổ đó. Sợ ba mẹ biết, sợ hàng xóm biết, sợ bạn bè biết, sợ sếp biết. Những cái sợ đó nó làm mình khổ kinh khủng. Cho nên Đức Phật nói, nếu có một người nào đó bắn vào mình một mũi tên, đau lắm, nhức lắm, nhưng mà chưa có chết. Nhưng mà ngay lúc đó có một người nữa, có một mũi tên nữa nó bay tới, nó cắm ngay vào vị trí của mũi tên, thì cái đau đó không phải gấp 2 lần, nó gấp 100.000 lần, thậm chí nó giết mình chết luôn. Cái mũi tên thứ nhất là do hoàn cảnh đem tới, hoàn cảnh nó bắn ra, một khó khăn nó ập tới, một cái điều bất như ý nó ập tới. Mũi tên thứ hai là do chính chúng ta bắn ra. Đó là gì? Sự sợ hãi, sự lo lắng và sự tưởng tượng. Nói cái vụ tưởng tượng thôi là đủ chết rồi. Cho nên cái tình cảnh thì không có đáng sợ, nhưng mà cái thái độ ứng phó cái tình cảnh, cái đó nó mới giết mình chết. Có nghĩa là theo thống kê, những người chết, những người khổ trên thế gian này không phải là do cái tình cảnh, mà do cái thái độ ứng phó cái tình cảnh đó, nó quyết định nên khổ đau. Cho nên chúng ta học thiền là chúng ta không phải học để mà không cho mũi tên nào nó bắn tới, cho phép mũi tên thứ nhất nó bắn tới. Tại vì những cái điều bất như ý trong cuộc đời này nó phải xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó, phải không? Tại vì mình đã chấp nhận những cái điều như ý rồi thì mình phải chấp nhận luôn những cái điều bất như ý chứ. Chứ để nó cho ai? Là thôi tôi không có muốn những cái điều bất như ý. Không muốn không được. Nhưng mà chúng ta có thể học được cái cách không cho mũi tên thứ hai nó bắn ra. Không cho sự tưởng tượng, không cho sự sợ hãi, không cho sự lo lắng thái quá nó ập tới, nó bao trùm lấy con người của mình. Giá như mình có thể thu lại được những cái năng lượng đó, năng lượng sợ hãi, năng lượng lo lắng, năng lượng tưởng tượng, thì câu chuyện cuộc đời chúng ta nó rất là giản đơn, nó nhẹ nhàng vô cùng. Các bạn tối nay về suy gẫm kỹ lại đi. Các bạn thấy cuộc đời mình nó đang nặng nề, đang mệt mỏi là do cái cuộc sống nó đem tới, do những cái câu chuyện bất như ý nó xảy ra, do người này, do người nọ, hay là do chính cái thái độ của chúng ta. Chúng ta học thiền, chúng ta đang học tìm về cái thái độ đúng đắn của mình, nhìn nhận vấn đề đúng như chính nó đang diễn ra. Chúng ta học thiền là chúng ta đang học cái cách mà nhìn đối tượng như chính nó đang hiện ra, chứ không phải như chính chúng ta đang hiện ra. Có nghĩa là mình phải hết sức cẩn thận. Cái đối tượng nó đang hiện ra rất là khác với mình đang suy nghĩ đó nha. Có thể đối tượng đang rất là dễ thương, nhưng mà trong lòng mình còn đầy thành kiến với người đó. Mình đã từng gặp một cái người hơi giống giống người này đã làm khổ mình rồi, hay là đem tới những cái tổn hại cho mình, cho nên mình thấy cái người này mình cũng nhìn họ với con mắt như vậy. Đó là mình nhìn ở đối tượng không có trung thực, trong khi cái người đang có cái tâm bình yên, cái người không có vấn đề gì với cái người này hết, họ nhìn thấy rất là khác. Thì Đức Phật nói là vạn pháp duy tâm tạo. Những gì mà các bạn đang nhìn thấy gọi là vạn pháp, mọi thứ ở dramas, nó là do chính cái trình độ tâm thức của bạn nó đang phản ánh lên, chứ cái đối tượng đó không phải như vậy.
Vậy cho nên khi mình nhìn một đối tượng nào, mình phải tự đặt câu hỏi, đối tượng đó có thật sự như vậy không? Hay là tại vì tâm mình nó như vậy, cho nên mình mới thấy cái đối tượng đó là như vậy. Khó lắm. Tại vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội lúc nào cũng phải gồng người lên để mà chuẩn bị đấm đá với nhau. Lúc nào mình cũng phải xây lên những cái bức tường kiên cố để tự vệ bản thân. Mình có dám thật thà với ai hết. Để rồi khi mà mình nhìn vào người thương của mình cũng nhìn bằng con mắt không có trong sáng. Con mắt của sự nghi ngờ, của sự dò xét. Rồi khi mình trở về nhìn chính con người của mình, trở về bài thực tập thiền, mình nhìn vào trong cái tâm của mình, nhìn vào những phiền não của mình, thì mình cũng không thể nhìn bằng con mắt thuần khiết được. Nhìn với thái độ nghi ngờ hay là dò xét hay là phán xét đánh giá, chứ không thể nào nhìn chỉ để mà nhìn thôi. Cái danh từ mà chúng ta cần phải nhớ đó là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Chúng ta đang học từng bước một để mà có được cái nhìn thuần khiết trở lại. Ở trong bài hát kỷ niệm của nhạc sĩ Phạm Duy có cái đoạn cuối là cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sao. Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu, cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sao. Đi vui và bên nhau. Cái hồi mà mình còn nhỏ, mình chơi chung với đám bạn, ai mình cũng cho chơi chung được hết, không có nghi ngờ, không có khó chịu. Còn giờ đi chung cầu thang là thấy bực rồi đó. Chưa vô chung thang máy là thấy khó thở rồi, quay mặt chỗ khác, không có dám nhìn. Hồi nhỏ mình dễ khóc, dễ nghe lời người khác. Hồi nhỏ mình không có khôn khéo như bây giờ. Nhưng mà hồi nhỏ mình rất là hạnh phúc, ai mình chơi cũng được hết. Đối xử với nhau bằng một cái trái tim rất là thuần khiết. Khi mình lớn lên, tất nhiên là mình không thể như bé thơ, không thể ngơ ngác, không thể ngây ngô được. Mình phải biết tự vệ, phải biết chăm sóc bản thân, phải biết đề phòng những điều hiểm nạn nó có thể xảy ra. Nhưng mà vì mình không có đủ tuệ giác, cho nên những cái sự phỏng đoán của mình, những sự dò xét của mình, sự nghi ngờ của mình đều là dư thừa, đều là sai bét hết, mà nó cản đường, nó thành một cái bức tường để mà nó tạo những khoảng cách cho nhau. Mà đáng tiếc thay, cái bức tường đó mình dâng lên cho chính người thương của mình. Và khi mà bạn mang cái thói quen đó đi vào trong thiền tập là bạn thất bại. Bạn thực tập không có tiến bộ được, là tại vì mỗi lần bạn nhìn cái phiền não của bạn là bạn bắt đầu có thái độ liền. Từ hồi trước giờ bạn không có thói quen nhìn cái gì mà không có thái độ. Nhìn là phải đánh giá, nhìn là phải phán xét. Thí dụ nhìn là trời đẹp quá ha, người đâu mà đẹp thế. Hoặc là nhìn cái này, nhìn cái mặt thấy sốc dữ, tên này ở ngoài là cho ăn một cái đấm rồi. Hoặc là anh đó anh giỏi bao nhiêu mà nhìn cái mặt hất hất thấy ghét vậy. Chị đó bộ chị tưởng chị giỏi lắm sao mà lúc nào chị cũng ra vẻ lạnh lùng. Cái món này sao mà nêm mà nó nhạt quá vậy. Tại sao mà cái căn phòng này nó bầy hầy quá vậy. Nó không có gọn gàng đâu ra đó vậy. Ăn nói gì mà không có lịch sự, không có dễ thương vậy. Trời sao nóng quá vậy. Mưa giờ mưa hoài. Lúc nào cũng có lời than phiền. Tất nhiên là những điều như ý nó phải xảy ra. Nhưng mà có người đâu có than đâu. Có người đâu có đánh giá, đâu có phán xét gì đâu. Sở dĩ chúng ta
có thói quen đánh giá, là phán xét người khác, là tại vì chúng ta yếu cái bên trong, chúng ta không có đủ nội lực, cho nên chúng ta sợ cái đối tượng đó nó gây tổn hại tới mình, cho nên là mình phải tự vệ. Phán xét hay đánh giá là một dạng của tự vệ. Phê bình, lên án, buộc tội, nó là một cái chuỗi phản ứng đi theo chung với đánh giá, với phán xét. Cho nên chúng ta bây giờ đang học cái cách trở về với bé thơ. Cố nhiên chúng ta không có thể trở thành bé thơ được, nhưng chúng ta muốn có những cái khoảnh khắc chúng ta sử dụng được cái tâm hồn của mình như là tâm hồn của một bé thơ. Thật ra cái bé thơ trong chúng ta nó vẫn còn, cái sự hồn nhiên. Cái này nếu mà mình có chánh niệm thì mình nói là cái micro nó hết pin. Còn có chánh niệm, còn mình không có chánh niệm thì chắc ai đang chơi mình đây. Đó là hôm nay là cái ngày gì đây? Micro hết pin thì micro hết pin thôi, phải không? Ở trong mình nó còn một cái em bé thơ ngây. Em bé này không có phán xét, không có đánh giá, không có nghi ngờ gì hết. Thành ra mình phải mời em bé đó lên. Tất nhiên là chúng ta sống trong cuộc đời này không thể lúc nào cũng thơ ngây, không thể lúc nào cũng nhìn bằng con mắt nhìn như cái nhìn lần đầu tiên được. Có lúc chúng ta phải xài kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, mà chúng ta xài bừa bãi quá, lạm dụng quá. Chúng ta không có khoảng nào mà không xài hết. Cho nên chúng ta phải mời em bé hồn nhiên lên. Tại vì có những người chúng ta nên nhìn bằng con mắt hồn nhiên. Có những lúc chúng ta nên nhìn bằng con mắt thuần khiết, để chúng ta được bình an, để chúng ta có thể hiểu được đối tượng đó, để chúng ta đừng có hiểu lầm đối tượng đó, để chúng ta đừng đánh mất đối tượng đó. Càng nhiều càng tốt. Mà thật ra khi các bạn đã bắt đầu nhìn được bằng con mắt thuần khiết, nhìn như đối tượng nó đang hiện ra, mà không phán xét, mà không đánh giá, thì bạn sẽ rất thích. Cảm giác đó tuyệt vời vô cùng. Cảm giác của bình yên. Để rồi mỗi ngày bạn sẽ cố gắng học cách duy trì cái cảm giác đó, học cách nhìn cuộc đời này bằng con mắt của tình thương. Khi mà bạn thực tập thiền sâu sắc, bình an của bạn nó lớn lên, thì tình thương trong bạn nó cũng thoát thai. Thoát thai có nghĩa là bạn đang mang thai một cái tình thương rất là lớn mà nó không có thoát ra được. Bạn có một cái tâm từ mà bạn không có xài được, thì cái chất liệu của chánh niệm nó tới, nó xé cái bào thai ra để nó mời cái tình thương lên. Và lúc đó bạn nhìn mọi người bằng con mắt của tình thương, bạn thấy tội nghiệp, bạn thấy thương, bạn muốn nâng đỡ, thay vì bạn muốn khiển trách, bạn muốn trừng phạt, bạn muốn tiêu diệt. Bạn đi học thiền không phải là bạn đang làm cái chuyện gì đó cho cái câu chuyện cá nhân của bạn. Bạn đang thật sự, bạn đang nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nhưng mà khi bạn nuôi dưỡng một cách thành công, bạn có bình yên, bạn có hạnh phúc, là những cái chất liệu tốt đẹp trong bạn nó sẽ ứa ra. Năng lượng tình thương của bạn nó sẽ tỏa chiếu. Thì bạn, cái năng lượng đó nó có thể nuôi dưỡng những người thương yêu của mình, những người sống chung quanh mình. Nhiều khi mình không có nhiều tiền để cho người đó, mình không giúp được gì nhiều cho người đó, nhưng mà mỗi lần mình xuất hiện là người đó cảm thấy rất là yên lòng, cảm thấy khỏe, cảm thấy nhẹ. Huống chi mình đem cái tuệ giác của mình, đem cái sự tỉnh táo của mình để mà cùng người đó giải quyết câu chuyện. Cuộc sống chúng ta bây giờ thiếu những con người như vậy. Chúng ta có đầy những tiến sĩ, đầy những tổng giám đốc, đầy những nhà lãnh đạo thành đạt, nhưng mà chúng ta rất thiếu những người thành công trong chuyện làm chủ được cảm xúc của mình,
Chúng ta thiếu những người lúc nào cũng lan tỏa được năng lượng của sự thư giãn và bình an. Chúng ta quá thiếu những con người độ lượng, từ bi. Một xã hội mà quá thiếu những cái chất liệu quan trọng như vậy là một xã hội đang bị xáo trộn, đang rất là mệt mỏi, đang trong chiều hướng đi xuống. Và mỗi chúng ta cũng vậy. Nếu trong chúng ta cái chất liệu, cái tài năng nó vượt trội, cái khả năng chinh phục người khác rất là cao, cái uy quyền chúng ta rất là lớn, nhưng mà chúng ta lại thiếu kém đi cái chất liệu của sự định tĩnh, của sự thư giãn, của sự bình an, là con người chúng ta cũng đang bị xáo trộn dữ dội, đang mất cân đối. Mà chính những cái chất liệu của sự tĩnh tại, của sự an nhiên, của sự thư giãn, của sự bình an là chất liệu để tạo ra hạnh phúc đích thực. Còn cái mà chúng ta được tôn vinh, được nể trọng, được chiều chuộng chỉ là những cảm giác nhất thời. Chúng ta phải phân biệt là rất là khác nhau giữa những cảm giác sung sướng nhất thời và cái hạnh phúc chân thật. Cảm giác hạnh phúc nhất thời nó đến từ bên ngoài, nó thỏa mãn chúng ta một vấn đề gì đó. Còn cái hạnh phúc chân thật là đến từ bên trong. Nó đến từ trạng thái không còn mong muốn gì nữa hết, không còn chống cự một cái gì nữa hết, không tham lam, không sân si, một cảm giác bình an, an nhiên, một cảm giác thưởng thức được tất cả những gì màu nhiệm đang xảy ra, với một cái tâm không phán xét, không đánh giá. Đó là true happiness, đó là hạnh phúc chân thật. Tất nhiên, để có thể đạt được những cái giá trị quý giá này, bạn phải đánh đổi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Bạn không thể ngồi thiền sơ sơ 5-10 phút một lần, tuần ngồi 3 lần, rồi bạn có thể có được chất tĩnh tại, có được chất thản nhiên, có được bình an được. Bạn phải có cái sự quyết tâm, bạn phải có sự kiên trì, bạn phải dám cho phép mình có những cái cơ hội lớn để phát triển về thiền tập, dẹp bỏ bớt những cái sự hưởng thụ không cần thiết, dẹp bỏ bớt những công việc không cần thiết, để mà dồn vào con đường phát triển nội lực, phát triển những giá trị tâm hồn. Bạn phải có sự đầu tư nghiêm túc thì may ra bạn mới gặp được cái kết quả, đó là bạn sẽ có được những trạng thái bình an, tĩnh tại, thản nhiên hay là hạnh phúc. Chúng ta đang trên con đường đó, chúng ta đang cố gắng nâng đỡ nhau để mà đạt được những giá trị đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà thiền nó hay ở một chỗ rằng không phải đến cuối con đường bạn mới đạt được. Trong mỗi giây phút mà chúng ta đang đi trên con đường đó, nếu chúng ta biết sử dụng những bài thực tập của mình và thực tập với một thái độ nghiêm túc, thì chúng ta cũng có được những cái trạng thái như vậy, mặc dù nó không có thể ở lại với chúng ta lâu bền. Xin gặp lại chúng trong buổi sau. Cảm ơn các vị lắng nghe.